Vâng, âm thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê âm nhạc. Vâng, trong clip của ngày hôm nay, ngày 18 tháng 12 năm 2019, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được chào đón anh Lâm. Anh đến từ khu Vinhome, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và anh về cửa hàng trong ngày hôm nay lần thứ 2. Và anh cũng đã lựa chọn được những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp. Vâng, hôm trước thì anh về lựa chọn được một chiếc đài QT90 màu vàng gold. Và ngay ngày hôm nay thì anh lựa chọn được một bộ sản phẩm nghe nhạc đẳng cấp như một cặp loa Tannoy Thunberry GR, hàng mới tinh, mới về trong buổi tối ngày hôm qua. Và anh có lấy kèm theo là một chiếc Omni Acoustic E550 và một chiếc đầu CD DP550 cùng với một chiếc đài sáp 3x7 mang mã số 29 về với cửa hàng, cùng với một cặp dây AV của hãng Acoustic và một sợi dây loa. Vâng, dây loa và dây Acoustic đều là anh đã lựa chọn cùng một bộ sản phẩm và cùng bộ combo. Vâng, sản phẩm của anh thì có giá là dưới 400 triệu. Vâng, sản phẩm thì đã được anh cùng với cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thẩm âm và kiểm tra sản phẩm của máy rồi. Đây là cặp loa mới về trong buổi tối ngày hôm qua. Cửa hàng thông báo hàng về là một cặp loa còn rất mới. Cặp loa này thì được sản xuất năm 2019 vào tháng 10 nhé. Và ngày hôm nay đã có mặt tại cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì anh Lâm đã lựa chọn được một bộ combo bên cửa hàng. Và anh có lấy kèm theo thêm một chiếc đài sáp mang mã số 3x7 cùng với 5 cuốn băng. Thì anh cũng đã thanh toán đầy đủ cho cửa hàng rồi. Vâng, tổng bộ sản phẩm của anh thì gồm có 6 thiết bị trong ngày hôm nay. Vâng, đây là những sản phẩm mà anh Lâm đã lựa chọn này. Vâng, đây là một chiếc đài sáp mang mã số 3x7, chiếc đài thứ 29 về với cửa hàng. Dây loa Acoustic này. Vâng, anh lựa chọn một chiếc đầu CD Acoustic DP550. Vâng, đây cùng một bộ combo của anh đã lựa chọn đây. Cặp loa thì cửa hàng vừa khui thùng để cho anh test thử chất âm. Vâng, và một chiếc Omni Acoustic E550. Vâng, bộ sản phẩm này thì có chất âm rất tuyệt vời. Và tiếp theo trong những clip tiếp, cửa hàng vẫn thông báo hàng về có những cặp loa Tannoy Thunberry GR đang trên đường về nhé. Vâng, đang trên đường về. Và những chiếc Omni Acoustic E560 cũng đang trên đường về. Và những vị khách hàng có nhu cầu đam mê sử dụng những sản phẩm bên cửa hàng cung cấp thì hãy liên hệ trực tiếp với cửa hàng để quý khách hàng có thể đặt hàng theo yêu thích của mình, trong góc chơi của mình. Và trong clip hàng về của buổi tối ngày hôm qua thì cửa hàng có về được những chiếc máy nọc khí bùa mang mã số 61 thì vị khách hàng đã chốt rồi. Và chiếc đài còn nguyên thùng xốp như chiếc đài 2200 cùng với một chiếc đài DC5 cũng đã có chủ, và một chiếc 9090DB. Và sau clip này thì cửa hàng sẽ đóng gói và test nhạc gửi cho những vị khách hàng. Vâng, anh Lâm thì về với cửa hàng thì bằng chuyến xe của mình, chắc là anh chỉ mang một chiếc đài sáp 3x7 về trước, và cửa hàng sẽ hẹn anh buổi sáng mai, cửa hàng sẽ chở hàng lên trực tiếp và lắp đặt cho anh tại Long Biên, Hà Nội. Vâng, vậy âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn như vậy thông báo cho những vị khách hàng trên mọi miền tổ quốc đang theo dõi kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết cặp loa Tannoy Thunberry vừa về cũng đã có chủ, cùng với một chiếc Omni Acoustic E550 và một chiếc đầu CD Acoustic DP550 cùng với dây loa, dây AV của hãng Acoustic và một chiếc đài sáp mang mã số 3x7. Vâng, tổng bộ sản phẩm thì có giá xích soát 400 triệu đồng. Vâng, cửa hàng xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới anh Lâm cùng với những vị khách hàng đang theo dõi kênh trên mọi miền được biết. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.